Những vị thầy tâm linh đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hướng dẫn chúng ta khám phá bản thân mình và giải phóng trí tuệ bên trong. Họ cung cấp kiến thức, hiểu biết sâu sắc và những lời dạy có giá trị giúp chúng ta định hướng hành trình tâm linh của mình. Bài tỏ lòng biết ơn đối với các vị thầy tâm linh của chúng ta không chỉ thừa nhận tác động của họ mà còn làm sâu sắc thêm mối liên hệ của chúng ta với họ và mở ra cho chúng ta khả năng nhận được nhiều trí tuệ và giác ngộ hơn nữa khi chúng ta biết ơn và tôn vinh những người thầy của mình chúng ta sẽ tạo ra một nguồn năng lượng tích cực cho phép chúng ta khai thác trí tuệ bên trong của mình một cách dễ dàng hơn đó là một chu kỳ rất đẹp của việc học hỏi trưởng thành và lòng biết ơn khi chúng ta phùng sự hành trình tâm linh của những người thầy của mình chúng ta không chỉ hỗ trợ họ thực hiện sứ mệnh thiêng liêng mà còn tạo nên mối quan hệ hài hòa tương hỗ lẫn nhau bằng cách nêu mình vào nguồn năng lượng rung động cao thông qua các vị thầy của mình chúng ta gắn kết bản thân với trí tuệ sự hướng dẫn và thực hành tâm linh của họ sự liên kết này cho phép chúng ta trải nghiệm sự phát triển giác ngộ và thức tỉnh cá nhân. Phùng sự các vị thầy của chúng ta có thể có nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như là tích cực tham gia vào việc giảng dạy của họ, hỗ trợ họ trong công việc, hoặc thậm chí đơn giản là thể hiện sự đánh giá cao và tôn trọng. Thông qua những hành động này, chúng ta tạo ra sự trao đổi năng lượng tích cực, mang lại phước lành và những trải nghiệm biến đổi trong cuộc sống của chúng ta bằng cách duy trì kết nối với các vị thầy tâm linh của mình chúng ta có thể tiếp tục nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ của họ điều này có thể trở thành công cụ trong hành trình tâm linh của chính chúng ta sự hiền diện và những lời dạy của họ có thể giúp chúng ta vượt qua những thử thách mở rộng nhận thức và cuối cùng dẫn chúng ta đến một cuộc sống có ý nghĩa và giác ngộ hơn tôn trọng và biết ơn vị thầy tâm linh của bạn có thể mang lại nhiều lợi ích trong cuộc sống của bạn sau đây là những điều rất rõ ràng điều thứ nhất khi bạn thể hiện sự tôn trọng và biết ơn đối với vị thầy tâm linh của mình bạn sẽ tạo ra một mối liên kết bền chặt và đầy ý nghĩa với họ mối quan hệ này được xây dựng dựa trên sự tin tưởng hiểu biết và đánh giá cao lẫn nhau tạo ra môi trường hỗ trợ và nuôi dưỡng cho sự phát triển tâm linh của bạn kính trọng vì thầy tâm linh của bạn có nghĩa là thừa nhận trí tuệ kiến thức và kinh nghiệm của họ nó liên quan đến việc thừa nhận vai trò của họ trong việc hướng dẫn và hỗ trợ bạn trên hành trình tâm linh bằng cách thể hiện sự tôn trọng bạn thể hiện sự sẵn sàng học hỏi từ họ và tôn trọng những lời dạy của họ lòng biết ơn là một biểu hiện rất mạnh mẽ của sự đánh giá cao khi bạn bày tỏ lòng biết ơn đối với vị thầy tâm linh của mình bạn thừa nhận tác động tích cực mà họ đã có đối với cuộc sống của bạn lòng biết ơn này nuôi dưỡng cảm giác khiêm tốn và làm sâu sắc thêm mối liên hệ của bạn với họ trong môi trường hỗ trợ và nuôi dưỡng này bạn có nhiều khả năng cảm thấy an toàn và thoải mái khi khám phá tâm linh của mình bạn có thể đặt câu hỏi tìm kiếm hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm của mình mà không sợ bị phán xét mỗi ràng buộc tin cậy và hiểu biết này giữa bạn và vị thầy tâm linh của bạn đóng vai trò như chất xúc tác cho sự phát triển tâm linh của bạn nó cho phép bạn nghiên cứu sâu hơn về thực hành tâm linh của mình khám phá những lời dạy mới và mở rộng ý thức của bạn môi trường hỗ trợ được tạo ra bởi kết nối này giúp bạn vượt qua thử thách vượt qua trở ngại và luôn có động lực trên con đường của mình. Bằng cách thể hiện sự tôn trọng và biết ơn đối với vị thầy tâm linh của mình, bạn sẽ tạo ra một nền tảng vững chắc cho hành trình tâm linh của mình. Mỗi liên kết này không chỉ mang lại lợi ích cho sự phát triển cá nhân của bạn mà còn đóng góp cho ý thức tập thể. Điều thứ hai, khi bạn tiếp cận giáo viên của mình với sự tôn trọng và biết ơn, bạn sẽ dễ tiếp thu những lời dạy của họ hơn sự cởi mở này cho phép bạn tiếp thu kiến thức và trí tuệ hiệu quả hơn đẩy nhanh quá trình học tập và hiểu biết về các khái niệm tâm linh tôn trọng và biết ơn vị thầy tâm linh của bạn sẽ tạo ra một môi trường nơi họ có thể cung cấp hướng dẫn cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu và thách thức cụ thể của bạn họ có thể đưa ra những hiểu biết sâu sắc và thực tiễn hỗ trợ hành trình tâm linh độc đáo của bạn bằng cách tôn trọng và biết ơn vì thầy tâm linh của mình bạn mở ra cho mình những quan điểm và ý tưởng mới việc mở rộng quan điểm này cho phép bạn nhìn xa hơn những giới hạn của bản thân và đạt được sự hiểu biết rộng hơn về các nguyên tắc tâm linh điều thứ ba tôn trọng và biết ơn vì thầy tâm linh của bạn sẽ tạo ra một không gian an toàn và hỗ trợ để bạn đặt câu hỏi và thách thức những niềm tin hạn chế của mình sự hướng dẫn và hiểu biết sâu sắc của họ có thể giúp bạn nhận ra những khuôn mẫu và những điều kiện có thể đang cản trở bạn cho phép bạn mở rộng nhận thức và thoát khỏi những giới hạn từ áp đặt vì thầy tâm linh của bạn có thể cung cấp những quan điểm và hiểu biết mới mà trước đây bạn có thể chưa từng cân nhắc bằng cách tiếp cận họ với sự tôn trọng và biết ơn bạn mở lòng đón nhận những quan điểm mới này mở rộng nhận thức và mở rộng hiểu biết về bản thân và thế giới xung quanh. Tất cả chúng ta đều có những điểm mù và những vùng mà nhận thức của chúng ta còn hạn chế. Tôn trọng và biết ơn vì thầy tâm linh của bạn, cho phép bạn làm sáng tỏ những điểm mù này, giúp bạn nhận thức được các khía cạnh của bản thân và những tình huống mà bạn có thể đã bỏ qua hoặc hiểu lầm. Nhận thức mở rộng này giúp bạn điều hướng cuộc sống một cách rõ ràng và hiểu biết hơn. Khi bạn tiếp cận vị thầy tâm linh của mình với sự tôn trọng và biết ơn, bạn đang nuôi dưỡng một tư duy chánh niệm và hiện diện. Trạng thái nhận thức cao hơn này cho phép bạn quan sát suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng của mình một cách khách quan hơn, dẫn đến sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân và thế giới. Việc tôn trọng và biết ơn vì thầy tâm linh của bạn sẽ khuyến khích sự tự suy ngẫm. Sự hướng dẫn của họ nhắc nhở bạn xem xét suy nghĩ niềm tin và hành động của mình thúc đẩy sự tự nhận thức và tạo điều kiện cho sự phát triển cá nhân sự tự phản ánh này giúp bạn khám phá và vượt qua những quan điểm hạn chế mở rộng nhận thức của bạn trong quá trình này bằng cách tôn trọng và biết ơn vì thầy tâm linh của mình bạn tạo ra một môi trường hỗ trợ việc mở rộng nhận thức của mình sự hướng dẫn và hiểu biết sâu sắc của họ có thể giúp bạn vượt qua những niềm tin hạn chế, có được những quan điểm mới và trao dồi sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân và thế giới, cuối cùng dẫn đến sự phát triển cá nhân và tâm linh. Điều thứ tư, khi bạn tôn kính vị thầy tâm linh của mình, bạn mở lòng đón nhận những phước lành của họ. Những phước lành này có thể giúp loại bỏ những tắc nghẽn năng lượng, thanh lọc tâm trí và trái tim của bạn đồng thời đẩy nhanh sự phát triển tâm linh của bạn những phước lành này cũng có thể mang lại sự bảo vệ và hướng dẫn khi bạn vượt qua những thử thách trên con đường của mình vì thầy tâm linh của bạn sở hữu trí tuệ sâu sắc và sự sáng suốt đạt được thông qua hành trình tâm linh của chính họ bằng cách tôn vinh họ bạn tạo ra một không gian để tiếp nhận sự hướng dẫn và giảng dạy của họ Trí tuệ của họ có thể giúp bạn định hướng sự phức tạp của con đường tâm linh, cung cấp sự rõ ràng, định hướng và lời khuyên thiết thực để vượt qua những trở ngại và hiểu sâu hơn. Điều thứ năm, tôn trọng vị thầy tâm linh của bạn sẽ nuôi dưỡng sự khiêm nhường trong bạn. Bạn nhận thức được rằng còn nhiều điều phải học. Bạn kiểm soát cái tôi của mình tốt hơn, cho phép bạn tiếp cận cuộc hành trình của mình với một tâm hồn khiêm tốn và cởi mở điều thứ sáu lòng biết ơn đối với vị thầy tâm linh của bạn khuyến khích sự tự suy ngẫm những lời dạy và hướng dẫn của họ có thể nhắc bạn nhìn vào bên trong xem xét suy nghĩ và hành động của mình và tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống điều thứ bảy khi bạn tôn trọng và đánh giá cao vị thầy tâm linh của mình bạn tỏ ra sự tích cực và lòng biết ơn năng lượng tích cực này không chỉ mang lại lợi ích cho hành trình tâm linh của chính bạn mà còn nâng đỡ những người xung quanh bạn, truyền cảm hứng tích cực cho họ. Hãy nhớ rằng, lợi ích của việc kính trọng và biết ơn vì thầy tâm linh của bạn vượt xa những điều mà cô canh vừa chia sẻ. Cuộc hành trình của mỗi cá nhân là duy nhất và những phước lành cũng như sự trưởng thành mà họ trải qua có thể khác nhau. Điều quan trọng là tiếp cận với những vị thầy tâm linh của bạn với trái tim rộng mở, sự tôn trọng chân thành và lòng biết ơn sâu sắc thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.